Bánh lồng hàng đặt không phải sơn. Hàng chợ thì phải sơn cho nó đẹp bởi vì che đi cái lỗi. Chào mừng anh em trở lại với YouTube Facebook cày chảo của Cơ khí Phú Hải. Hôm nay anh em chúng tôi lại tiếp tục buổi chiều ngày tận cùng của năm. Bố trí một dàn 5 chảo cho máy 43 lưỡi Ý và một dàn 4 chảo cho máy 1802 lưỡi Thái và một đôi lồng lên đường về phục vụ bà con anh em Quế Võ Bắc Ninh và Gia Bình Bắc Ninh. Ngày cuối năm rồi, chỉ còn chưa đầy 6 đến 10 tiếng đồng hồ sau. Chỉ còn chưa đầy vài tiếng nữa thôi là giao thừa rồi đấy. Ôi ok. Này để em lên trước. Ơi chà. Vào đi anh ơi. Thôi không được, thả xuống được để em lăn vào. Có đi hết. Còn hàng sơn xong còn ướt rượt nữa này. Ô oh.